Vài dữ liệu luôn. Ví dụ đang chuẩn bị ca sĩ nào trái với mình? Anh làm trường đi. Anh làm trường sao vậy này? Đúng rồi, đúng rồi. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên anh. Là Lâm A Nhã. Là Lâm A Nhã. Là Lâm A Nhã. Thưa quý vị thân mến, đây là Hoa Vinh. Ngày hôm nay bài hát được chọn sẽ là bài hát mang tên Đừng Quên Tên Anh. Đừng Quên Tên Anh. Có khả năng là mình sẽ hát với một người nam nha. Bài này phải hai người nam hát nó mới hay. Đúng được rồi, em nghĩ thế. Lâu rồi có nghe nhạc của nhiều ca sĩ không? Em nghe rất nhiều. Nghe rất nhiều. Ô, em chuẩn bị trong đầu sẵn luôn. Một vài dữ liệu luôn. Ví dụ đang chuẩn bị ca sĩ nào trái với mình? Anh làm trường đi. Anh làm trường nhá. Anh chọn sẵn luôn người hát anh luôn. Trường, anh làm trường sao vậy này? Khi bay lên sân sân. đúng rồi. Rồi ai nữa? Hết rồi. Chậm chậm lắm một người. Thì em phải có một xíu dữ liệu chứ đúng không ạ? À, để dành gì? Mình để dành. Để dành nhá. Hồi nãy mình thấy cái sự gọi là mệt mỏi buông xuôi tất cả của Ly Kim Cương, mình nghĩ mình có rơi vào đấy không? Em nghĩ là em còn hơn đấy. Anh yên tâm đi. Cách kéo. Ở đây bọn em sẽ giúp cách anh. Kéo. Chiếc xe khổng lồ. Quan trọng là tí nữa đây khi người ta nói về cái dữ liệu thì mình phải nghe, mình phân tích là mình tìm ra được đáp án. Tay ổn không? Tay ổn. Mắt ổn không? Cực ổn. Mình hơn một người rồi. Đừng có đá xéo em nữa. Clip về nhân vật bí ẩn số 2. Ca sĩ. Ạ. Có mấy người đàn ông mặc vest. Ủa? Ủa? Có chị Lâm Vi giả đấy. Là có hài hả ta? Song Ủa? Song có... Ủa? Song song. Có chữ song song và... Ủa? Song có song. Có một anh đang pha nước. Pha cà phê bán. Pha cà phê bán, đúng rồi, bán cà phê. Mời cà phê. Mời cà phê. Phía sau có một cái xe cà phê. Bây giờ nói lại từ đầu nè. Đầu tiên là hai chữ ca sĩ. Có nghĩa là mình phân định được là đây là ca sĩ. Một nhóm những người một đàn nhóm. Ông. Tùy. Người nào cũng có râu hết. Mặc vest. Xong rồi là chị Lâm Vĩ Dạ. Xong rồi chị Nhã Phương, hai bản song song. Song song. Xong rồi là một xe cà phê. Có liên quan gì bóng đá không em? Không có cái bóng đá gì đấy hết anh ạ. Em đang nghĩ về bạn em. Bạn em là ai? Vinh Dâu. Không phải ca sĩ. Đúng rồi. Nhưng mà Vinh Dâu thì loại, không loại. Phải ca sĩ. Vừa nghĩ ra một người anh. Đấy là anh Trương Thế Vinh. Liên quan gì? Anh Trương Thế Vinh bán cà phê hả anh? Nếu cà phê phải là Ngô Kiến Huy. Oh, đúng chưa? Đúng. Anh Ngô Kiến Huy là chùm cà phê. Anh Ngô Kiến Huy này, anh Song Luân này. Song Luân có bán cà phê à? Có. Ở đâu? Như anh Song Luân mở trên Đà Lạt á. À đúng rồi, anh có đi mà. Cà phê, ca nhạc. Rồi mất bớt Trương Thế Vinh để hình vợ tôi. Tự nhiên có chị Nhã Phương. Có chị Nhã Phương à? Có vợ tôi hai hình nhìn nhau, cái để chữ song song. Song song ở đây là có song sinh hay sao? Hai cái hình đó giống như nhau thì gọi là song song. Rồi anh đang bấm quẻ ở trên kìa. Ý là có anh em song sinh hay là cái gì không ấy? Mình bỏ chữ Nhã đi, mình lấy chữ Phương thì sẽ là ai ta? Con trai. Khánh Phương. Phương mà vậy liên quan tới chị Lâm Mỹ Dạ. Hay là có đóng hài chung. Em à. Bây giờ lại thêm giả nữa anh dối quá. Hay nhiều khi họ ẩn của anh Khánh Phương là họ Lâm. Bây giờ là sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn số 2. Là Lâm A Nhã. Ai ta? Thôi mà. Lại nhoi nữa rồi. Anh ơi, lần này còn hô to lần trước. Đây là một người nam và mặc bộ đồ cowboy. Man in black. Cao to. Ôi.
mình có thể khoanh vùng được một vài người, nhưng mà mình lắp vào để so với lại cái dữ liệu hồi nãy thì nó không trùng khớp, đúng không? Vâng. Em nói là em khẳng định em nghe nhiều nhạc. Không, em không khẳng định. Trời mà ơi, em khá là tự tin. Đứng khá bằng giờ này nữa. Các bạn nói là anh ấy là ca sĩ. Ca sĩ? Đó. Vấn đề anh ấy là ca sĩ nên có thể mình sẽ biết. Bởi vì em nghe rất là nhiều nhạc. Nhưng mà mình phải xem là có lớn tuổi hơn em không nữa cơ. Đúng rồi. Nếu mà lớn hơn em chắc chắn em sẽ biết. Còn thấp hơn anh là anh sẽ không biết luôn. Thấp hơn như thế nào? Thấp hơn là thôi. Thôi à. Thế bây giờ hát nhé. Đúng rồi, phải hát mới biết được. Âm nhạc, xin mời. Ly Kim Cương đã biết rồi. Ủa sao nãy là lúc mà người ta hát em em đang kiểu nhìn rất kỹ vào cái mặt đó chứ em chưa hề kiểu như anh nói. Không luôn. Đờ. Em không biết. Em không biết. Ủa? Em biết chưa? Em đoán ra. Đoán ra rồi. Sương sương. Sương hả? Còn em như thế nào? Em vừa nói là em nghe nhiều nhạc lắm. Em đoán được ngay. Hoa Vinh thân mến, có một cái điểm nào đó để bám víu vào chưa? Em vẫn bám víu vào anh Trương Thế Vinh. Vì sao? Khán giả đồng tình quá trời. Không em không nhìn hai bên đâu anh. Em không nghe hai bên luôn. Tôi không nghe, tôi không thấy hả anh? Nhưng mà nó có một cái thế này này. Cái rơi hoài, cái cuối rơi hoài ấy. Nó lại không phải Thế Vinh. Không phải Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh là một giọng hát từ sự ấm và nó lãng tử chứ không phải đó. Nó hoàm hoàm. Nó hoàm hoàm. Chứ hồi nãy. Nhưng mà cái này em nghe giống như là câu mấy đoạn em tưởng chú Tuấn Ngọc. Bắt trước chú Tuấn Ngọc. Nhưng mà cái vùng vùng đấy là cố tình. Thật sự ra một ca sĩ hát mà cố tình cỡ nào thì cũng không biến đổi được nhiều đâu. Không, em nghe giống như là có xử lý. Biến đổi có xử lý hả? Có xử lý chứ, có ý là bên chương trình xử lý á. Xử lý gì? Không có. Ý là làm cho giọng nó khác đi á. Không, không. Có không? Never. Sao? Chương trình chúng tôi á. Chương trình thề đi. Chỉ xử lý khi mà mình nói chuyện cho cái giọng bị effect thôi chứ không? Còn hát là hát thiệt. Trời ơi, tôi chứ. Chúng tôi không phải là hệ thống phòng thu mà xử lý. Không, đây là cố tình. Cố gắng, em cố nghe tình. Một sự rất là cố gắng đấy. Rồi bây giờ bắt đầu mình mường tượng cái tên mình ráp vào cái clip hồi nãy.
Em vẫn không biết tại sao có hình chị Lâm Vĩ Dạ. Anh cũng không biết tại sao có hình vợ anh. Đúng, có hình chị Nhã Phương chung nữa. Mà không phải chị một thân. Chị Nhã Phương mà tới hai chị Nhã Phương. Em cảm giác như nào? Em lại vừa quan tâm đến cái dữ liệu mà Nhung vừa nói mới tức khắc đấy nhá. Có khi nào chú Tuất Ngọc lại tham gia trùng với mấy đứa chúng mình không đấy? Ồ hay. Bây giờ chúng tôi sẽ mời nhân vật bí ẩn số 2 mở màn ạ. Em biết mà. Trời ơi. Trời ơi. Biết ngay mà. Nãy cô nói vào tai tôi tên một người khác. Rồi bây giờ người ta đứng. Hồi nãy lúc em nghe giọng em thấy giọng giống. Giọng giống, ý là giọng giống cái người mà em đây nè, giống người này nè. Còn Lý Kim Cương thì sao? Không, đúng như là em nghĩ. Không có giọng đặc trưng quá mà. Đúng không? Sao lại gọi người ta là anh? Tại sao lại gọi người ta là anh? Hả? Chú. Thôi cho miếng, chú. Cho biết miếng đi, có sao đâu. Ok. Đúng không? Em cảm giác như thế nào? Đúng không em? Đúng không? Không, anh lại cứ nhìn đây, chết giờ. Tại vì em nhìn Nhung ấy, khi người bí ẩn thì Nhung có một sự lễ phép nhất định thì chắc chắn phải là... Thông minh, thật là thông minh. Tức là mình phải nhìn vào những cái tiểu tiết của cái sự biểu cảm bên dưới. Vâng. Mình sẽ đoán ra cái khía cạnh về tuổi tác trên này đúng không? Bây giờ là lúc chúng ta hỏi chuyện trực tiếp với chú, với anh. Em cảm ơn nha. Vâng, anh diễn hay lắm. Em chào chú ạ. Chú chào con. Chú cho em hỏi là... Sao là em? Anh ơi, giọng Bắc. Giọng Bắc à? Là cái vấn đề nằm ở chỗ là nghệ sĩ mà người ta giỏi rồi thì người ta nói giọng miền nào để trêu ghẹo chả được. Hỏi đi, hỏi vào chuyên môn để tìm ra cái tên thật. Vậy thì cho em đổi đi. Vậy thì anh đi. Anh cho em hỏi là chúng mình đã từng gặp nhau chưa ạ? Và em đã có từng cơ hội được làm việc cùng anh chưa ạ? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Từng gặp nhau rồi. Có phải... Gặp con một lần. Tại Hà Nội đúng không ạ? Đúng rồi con. Ở quán ăn đúng không ạ? Thằng này nhớ dai thế. Không anh ạ, em gặp nhiều người. Toàn gặp ở quán ăn không ạ? Anh có quán cà phê đúng không ạ? Có nhiều quán cà phê. Nhiều quán cà phê à? Bây giờ đứng đây em mới hiểu cảm giác của Lít. Em cũng sắp anh bị... Anh biết rồi. Em dối thế nào chưa? Ừ. Thế biết đó. Rồi. Anh cho em hỏi là anh đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội? Chú đang sống ở Việt Nam con. Nghe kỹ câu ấy, đang sống ở Việt Nam. Hiểu không? Hiểu vấn đề không? Hiện tại đang ở Việt Nam thì quá khứ là... Cho em hỏi một điều này nó hơi tế nhị một xíu là... Anh còn hoạt động bình thường ở trong nghề không ạ? Hoạt động bình thường? Xin hỏi câu này có ý nghĩa gì? Hoạt động bình thường là gì? Hoạt động bất bình thường là hoạt động gì? Có chứ. Em vẫn biết những người bậc anh hay là bậc cha chú đã không còn hoạt động nhiều. Thì em sẽ có thêm dữ liệu. Còn nếu vẫn đang hoạt động thì em sẽ lại nghĩ theo chiều khác. À tức là hoạt động bình thường lúc đấy là vẫn còn đi hát hàng vâng, tuần đúng rồi. Đúng rồi. Giữa bình thường với bất bình thường. Hoang mang. Anh vẫn hoạt động chập chờ nghe nè. Chờ. Nghĩ về những thông tin ban đầu trong clip. Người này là một ca sĩ. Ca sĩ chắc chắn rồi. Liên quan tới Lâm Vĩ Dạ. Nhưng mà bây giờ anh còn cái tên nào khác nữa không? Nhã Phương. Và bán cà phê. Anh phải nói ra những cái tên mà anh nghĩ. Ồ. Những cái phương án khác nữa. Sao? Em đang nghĩ, em đang tìm xem rồi quê chị Phương em nhớ thêm ở đâu. Quê vợ anh? Vâng, quê Quảng Nam. Quảng Nam không phải, chú Tuấn Ngọc ở quê ở ngoài Bắc cơ. Nếu em nghĩ bên kia là anh Tuấn Ngọc thì em hỏi là anh Giang, tại sao người ta lại để hình của vợ anh trong clip liên quan tới chú Ngọc? Anh sẽ trả lời cho. Nhưng em đâu có tin anh đâu. Ở đây ngoài anh ra. Ngoài anh ra. Hôm nãy anh Giang đưa mấy dữ kiện hoa gì rồi xem xe 2 tầng là xe bus. Đúng vậy. Xe bus 2 tầng. Hoa gì? Trường hợp này không phải là hoa vinh mà là hoa bí. Vì không biết gì cả. Thời gian không còn dài nữa. Hãy đưa ra một cái tên mà mình nghĩ đây là nhân vật đó. Em vẫn giữ quan điểm một là chú Tuấn Ngọc và hai là anh Trương Thế Vinh. Đây để phân tích nè.
Thứ nhất, nếu là Trương Thí Vinh thì chương trình phải để là ca sĩ diễn viên, chứ không thể nào để ca sĩ không được, đúng chưa? Còn anh Tuấn Ngọc để ca sĩ là đúng, nhưng phải tìm được mấu chốt là Trương Thí Vinh hoặc là anh Tuấn Ngọc. Còn nếu không phải người đó thì khỏi tìm. Thì liên quan gì tới Lâm Vĩ Dạ và Nhã Phương? Mà liên quan tới Lâm Vĩ Dạ và Nhã Phương thì là liên quan trực tiếp tới Trường Giang. Sao em thấy anh Giang bây giờ nhắc về chị vợ hơi bị nhiều rồi nha. Thế thực sự có liên quan không ta? Thì người ta yêu vợ. Không có liên quan thì làm sao để lên hình lên đi. Đoán đi nào. Đây là chú Tuấn Ngọc. Anh Tuấn Ngọc. Anh Nhạc. Vẫn giữ quan điểm. Chị mình đứng lên đi cho nó xô âm tổ gì á. Thế giới bé thôi, không to đẹp bằng đôi mắt em. Quanh năm trăng sao, mà ngày mưa chỉ một ngày, chỉ mỗi ngày mưa như thế mà em đã vội. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ, vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên tên anh. Và nên nhớ ai đã là người vượt qua bao thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khắc, để giờ này lại chia tay. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ, vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên.